À, chiếc này thì bữa hổm là mình có quay một lần đó, kia cái 399 thì nó tới 13 13.628. Con đèn bên đây là con đèn xanh, xanh này sáng lắm. Ngàn thì nó là động cơ. Vũ mình chào các bạn. Đó, đây thì hôm nay mình quay trở lại dầu tiếng. Thì để mình quay cái chiếc con BS 1000 này để trồng mía cho các bạn xem nha. À, chiếc này thì bữa hổm là mình có quay một lần rồi. À, quay anh Đức anh chạy cào rác các bạn. Anh Đức là cũng bên Tây Ninh qua nhà ảnh chỗ cây xăng 53 vô các bạn. Chỗ Tòa Thánh đi ra. À, thì bây giờ hôm nay mình quay trở lại thì gặp nó đang trồng mía nè. À, giờ để mình quay một vòng à, chiếc xe giờ giờ quay cảnh trồng mía cho các bạn xem nha. À, chiếc này giỏ sau thì vẫn là 18.4 38. À, nó là bằng hai chiếc bằng giỏ của hai con MF 399. Giỏ này thì nó nhỏ hơn chút nè. Giỏ kia cái 399 thì nó tới 13.628 là con này có 12.4 à. BS thì các bạn nhìn thấy ha, cái đèn là cái ghiền ha, nhìn thấy cái đèn nó rất là đã, rất là chắc chắn luôn. Bóng đèn này bóng đèn thay mới rồi, bóng đèn bên đây là bóng đèn xanh, xanh này sáng lắm. Đây cầu BS này thì vỏ trước vỏ sau nhìn cũng còn đẹp. Đây bên hông của em nó. BS 1000 thì nó là động cơ 5.2 lít nha các bạn, 5.2 lít 6 máy 100 HP. À, đây nó có xì nhớt hơi nè. Tối chạy xong rồi tối về bên chạy bên ngủ nghỉ hả? Rồi, tới các bạn ơi. À, vô hàng các bạn, vô hàng rồi xong bắt đầu ve lại. Thấy ngàn thôi, 1000 là tiếng máy rầm hừ ha, rầm hú thầm hừ. BS 1000 này thì nó thấy gì mà nó có 5.2 lít rồi các bạn, nó nhỏ hơn cái thằng 399 tới mấy cái, là thằng 399 nó tới 5.8 lít rồi, cũng là 6 máy, nhưng mà thằng kia HP nó nhỏ hơn này 3 HP. Cái máy trồng mía này thì nó y như cái nào y như cái nấy thôi các bạn, nó không chênh lệch nhiều. Và hàng khác
thì kệ chậm các bạn, chứ còn cài hơi xới vô thì lẹ lắm. Chiếc này thì dàn áo được sơn lại nha các bạn, nhưng còn máy móc này kia là tất cả đồ còn nguyên zin hết nha các bạn, chưa có làm gì hết á, chỉ có sơn dàn áo thôi, giống như mấy chiếc ngàn ba vậy đó, cái áo nào mới là sơn lại không á. Chứ bển về mà hàng bãi về mà đâu có cái chiếc nào mà mới mà dàn áo cũng mới các bạn, chỉ sơn lại thôi. Quá đã luôn, hôm nay đã gặp lại em nó cũng mấy tháng các bạn, mấy tháng mới gặp lại. Còn không có gặp mấy chiếc ngàn ba à, còn chiếc ngàn này chưa có gặp, bữa nay mới gặp lại nè. Gà nhỏ ha, gà này còn nhỏ hơn cày nhiều luôn, cày được gà lớn hơn này nhiều. Lên trên đây cho thận sáng đi. Mấy đó là quay le xe là vừa luôn các bạn. Mà trồng qua rồi nè các bạn, là thấy nhìn lắm chất lượng ha. Cái nào sót thì có anh đi theo đó, cái nào sót là anh sẽ lắp lại nha. Cứ nhờ lắp không hết đó các bạn. Đây giáp mí với hai cái con mẹp 399 chạy qua đây nè. Tính ra con mẹ 399 thì nó sức của nó tương đương với thằng này nha các bạn. Sức của nó tương đương với thằng này. Chạy dưới. Chạy xuống lấy mía tiếp nha các bạn.
Ra chơi chơi dằn lắm nha các bạn, dằn như bụi. Nhưng mà lâu lâu trải nghiệm cũng vui lắm. Quá bụi luôn. Xe này thuộc về siêu đẹp nha các bạn. Cái dàn áo nó đẹp giờ thì y chang như cái xe của anh Lâm vậy đó. Anh Lâm ở Hồ Dầu Tiếng nha các bạn. Cào cái cào ba cái ủa cái lá cây lá mía ra. Rồi ba lá mía ra. Quá nhiều. Lôi ba lá mía đi các bạn. Này không có đầu cào á. Lôi nó cũng không đi nhiều tại cái đó nó, dưới nó nhỏ. Xác luôn. Các bạn thấy gì cho bụi dữ lắm nha các bạn. Bụi lắm á, chứ không bụi đâu. Rồi. Chị xác thì dễ lấy. Ồ, có nguyên đàn trâu đi ra luôn rồi. Da đâm mạnh đi luôn. Mạnh đi luôn. Cũng được rồi. À. Nguyên đàn trâu rồi. Trâu này vài bữa nghe anh Dũng quản lý đây nói thì vài bữa nó là sẽ xong rồi mía lên các bạn. Khi mía lên là sẽ rào lại. À, cầm trụ xi măng ấy, gào lại ha, chứ không để cho trâu bò đi vô. Giờ này mới trồng à, cho nó còn đi được. Trâu đó đâu cũng giống giống trâu hồng không? Trâu hồng nổi tiếng quá mà. Này là con cháu của Châu Hồng. Thịt muốn đâu em? Heo này bị tôm nhớt hay hơi rồi, tôm trong ốc đây nè. Cái này về vợ lên cao ha, lấy trên cao trời bắt đầu vô mây tiếp, lại mát tiếp các bạn, mát này có gió làm sướng ha. Bữa nào mà nắng mà đứng gió làm đuối luôn. Đây mình phát hiện ra được hai con trâu hồng nè. Con trâu hồng đi vườn thuốc Đại Nam chơi. Đây có hai con màu ngộ quá. Đây hai con màu ngộ nữa các bạn. Màu nó trắng trắng, đây con nè. Thôi. Đây con này với con nó phức trong kia, phức cho chỗ này mấy con này nè. Đây là phức cho đây nè. Đó, nó đi qua đó. Rồi thôi. Bây giờ mình cũng kết thúc video luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Lâu lâu mình quay lại thì mình quay cho các bạn xem chơi thôi. Lâu rồi không gặp em đó nha các bạn. Biết ngàn thì chỉ có bên Dương Minh Châu, Hồ Dầu Tiếng nhiều nhất thôi. Còn ngoài ra thì nó rất là ít.
Ngoài ra mấy huyện khác ít lắm các bạn, ngàn hiếm lắm. Cái đậu này trồng khoảng đây ngày mai nó xong không cơ? Không xong nữa hả? Tại một chiếc ngày chạy có mẫu mấy phải không? Rồi thôi bye bye các bạn nha, hẹn lại các bạn những video tiếp theo của mình.